Việc mơ hồ không biết làm gì đấy ta. Mơ hồ làm gì đây? Mình để mình rủ mấy bạn mình tới nhậu đi ha. Mưa biết làm gì giờ? Mình điện cho để mình coi mình nghiên cứu coi thằng nào. Thằng nào không có tiền được. Rủ tới mà nó không có tiền. Nhớ không? Tính. Tính mới lãnh lương gì hôm qua. Để nó tí mạng tí tí ai alo tí hả ờ à mình đây làm gì hả? Nhậu làm gì? Thôi đi ngồi nghĩ xong lo nhà ta lúc nào có ngồi anh ở trên Gia Lai mới đổi là sáng hàng rừng không à quá trời để tầm sáng giờ chiều buồn mưa đâu để mày bạn tao mày để anh em mình tới chúng ta chơi chút đó ngồi nhiều rồi có mua ôi ngồi lâm mình uống chí mày đi nghe mày ghé là mua vài con bia được rồi cứ ngồi nhiều rồi con bia thôi gì mua tiền cơ thôi thật bố kinh tế khó khăn mà kem làm cái gì uống tay cơ được rồi trời mưa uống tay cơ tôi cho nó đập nhé rồi nhớ nhau bốn đứng đi bốn đứng mà chạy qua đi tao đang hóng mồi á nha rồi ok càng tí mua hai thùng bia bạn tí bạn dường hai bạn một bạn
bạn mua mò, bạn mua vi, bây giờ đưa con đá đây để tiện cho anh ra, con anh nào ở nhà, à nhà anh Sơn, anh Sơn anh gần ngay chỗ nhà máy đá, đó mà anh Sơn. Rồi bye.